nhiều khoảnh khắc đáng nhớ mà họ đã trải qua trong cuộc đời làm nghệ thuật. Những trải nghiệm trong thất bại và thành công của nghề nghiệp. Là bất cứ một chuyện gì mà không có cái mê ở trong, không có cái thích thú, không có cái hạnh phúc ở trong thì đã bao nhiêu tiền cũng không làm nổi. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi biết hát bằng bây giờ. Cảm ơn khán giả đã cho Thu còn được hát đến ngày hôm nay. Là bước ngoặt quan trọng đối với Nhung là khi vào Sài Gòn và gặp gỡ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn bản thân Đàm Vĩnh Hưng thì khi đã quyết định chọn một cái công việc gì đó hoặc là một con đường để mình đi thì phải đi đến tận cùng. Mình sai lầm hoặc là mình quyết định không đúng thì đó cũng là một chuyện bình thường. Có chăng thì phải xóa bỏ đi cái định kiến của mọi người là người đẹp thì sẽ không làm được cái chuyện gì ngoài là đứng trên sân khấu để cho người ta ngắm. Những câu chuyện chưa bao giờ kể, những thông tin mới nhất của showbiz Việt Nam. Hồ Ngọc Hà thì nó còn thiếu một chữ nữa, đó là Hồ Thị Ngọc Hà. Nó rất là khó khăn cho Hương khi vượt qua được cái giai đoạn đó. That we decided to release it, but in English. Về tới Đà Nẵng thì nó rộn rịp cái kiểu khác, như là đi tâm phải đi mua sắm đồ Tết cho gia đình chẳng hạn. Một người mẹ đơn thân thì thấy sợ quá. Giao thừa năm nay mẹ vui nhất tại vì mẹ được đón giao thừa với con, tại vì con là một cái tài sản quý nhất của mẹ. Tự vì những cái người thưởng thức đó họ không biết tìm cái danh xưng nào cho xứng đáng sao dạ để à. Họ dùng thành ra họ nói cái chữ xến chứ thật ra nó là dòng trữ tình. Ánh sáng của Hào Quang khi trở thành một ngôi sao, hãy lắng nghe họ chia sẻ thật lòng. Chương trình Chat với Sao, nơi gặp gỡ những ngôi sao thần tượng của mình. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem. Anh Khoa và những người thiện chương trình đang cùng gặp lại các khán giả của chương trình Chat với Sao. Và mỗi tuần một nhân vật, chúng ta đang cùng chờ đợi để đến với cuộc trò chuyện lần này. Một gương mặt sẽ mang đến những câu chuyện thú vị dành cho các khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ, bởi sự thành công của anh trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và có thể nói đó như là một cái biểu tượng và một cái chuẩn mực điển hình về những cái cố gắng của các bạn trẻ để có thể tạo nên những thành công theo như đam mê và những cái ước vọng của mình trong cuộc sống. Và nào, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời của cuộc trò chuyện lần này, ca sĩ Nu Phước Thịnh. Lời đầu tiên vẫn là một lời chào mà Nu Phước Thịnh xin phép được dành đến cho tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chat với Sao. Xin chào. Xin chào anh Khoa. Người ta vẫn nghĩ đối với trường hợp của Nu Phước Thịnh đó, thì đó là một cái trường hợp may mắn và hết sức đặc biệt. Bởi vì bạn được tỏa sáng nhanh chóng và anh Khoa nghĩ là bạn có quyền tự hào về điều này. Nhưng mà thực ra thì cái gì cũng có những cái khó khăn và có những cái chông gai của nó hết. Thực sự thì... Nu Phước Thịnh xin phép được chia sẻ vấn đề này một chút. Con đường Nu Phước Thịnh đi thì cũng có vẻ hơi ngắn một chút và cũng được rất là nhiều may mắn. Nhưng bên cạnh đó thì Nu Phước Thịnh cũng xin phép nói là không có phải là lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều cái khó khăn về từ những khâu mà lựa chọn cũng như là tất cả những khâu mà Nu Phước Thịnh đều phải trải qua như những ca sĩ khác đều phải trải qua. Và đó cũng là một trong những... phương thuốc rất là tốt để Nu Phước Thịnh có thể rút ra được cho mình những cái bài học tốt nhất và những kinh nghiệm tốt nhất trong cuộc sống. Và khi mà bắt đầu làm một cái công việc gì đó, nếu như thường khi chúng ta còn trẻ những năm về trước ấy, thì chắc có lẽ là lại nói đến công việc học tập nhiều hơn. Còn sau này khi mà trưởng thành ra đời thì lại có những cái kế hoạch cho riêng bản thân mình. Đúng rồi. Thì thường khi mà bắt đầu một cái công việc á, ai cũng có những cái mưu cầu cho riêng mình hết. Có nghĩa là những cái mục đích và những cái điểm đến nó sẽ cao hơn. Và đòi hỏi cái bản thân của mỗi người phải nỗ lực rất là nhiều. Cố gắng và nỗ lực rất là nhiều. Thế thì bạn, có một sự mưu cầu khi bắt đầu nghề ca hát? Trước khi đến với nghề ca hát thì Nu Phước Thịnh không có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể đến được với nghề ca hát này. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sẽ là một ca sĩ. Bên cạnh đó thì vẫn đi học, vẫn như bao người sinh viên khác, vẫn như bao bạn trẻ khác đều nuôi một cái ước mơ gì đó trong lòng của mình. Thật ra thì Nu Phước Thịnh xin được phép bật mí là trước khi Nu Phước Thịnh trở thành một ca sĩ và Nu Phước Thịnh, khi mà Nu Phước Thịnh còn là một sinh viên, là một học sinh thì Nu Phước Thịnh có rất là nhiều định hướng, mơ ước cũng như là có rất là nhiều cái sở thích
rất là đặc biệt của riêng mình. Nếu Phước Thịnh đã từng mơ ước mình trở thành một luật sư nè, một nhà thiết kế vẽ hình hoặc họa nè, và rất nhiều rất nhiều. Bên cạnh đó thì vẫn phải xem lại bản thân mình là có đủ cái khả năng đó hay không. Và cho đến một ngày bỗng nhiên thì cái may mắn nó lại đến với Noo Phước Thịnh. Và rất là may mắn khi mà Noo Phước Thịnh lại được trở thành một người ca sĩ đứng trên sân khấu ngày hôm nay để được phục vụ cho tất cả quý vị khán giả. Nếu mà nói như một cái nhà đầu tư đi, ai cũng muốn nắm chắc phần thắng hết. Và bản thân mình liên tưởng đến cuộc sống, với cả tình cảm và cả những cái mối quan hệ nữa, bao giờ mình cũng muốn chắc chắn một cái gì đó mà mình đang có. Thế thì với quan điểm một cái người trẻ như bạn, bạn nghĩ gì về cái sự chắc chắn? Sự chắc chắn. Noo Phước Thịnh là một con người phân nửa tin vào sự chắc chắn và phân nửa tin vào những cái gì đó 50-50. Có thể xảy ra những cái trường hợp mà thường đối với thường theo Noo Phước Thịnh nghĩ là nhìn theo một khía cạnh nào đó và nhưng mà cái vấn đề nó lại không xảy ra theo cái khía cạnh đó thì mình vẫn không thể làm gì được cả. Nhưng mà mình vẫn cố gắng hết sức theo cái chiều hướng để cho nó có thể xảy ra một cách tốt nhất, và mình có thể nắm chắc được cái chiều hướng đi của nó như thế nào thì mình là người đã có thể thành công một phần nào đó thôi. Như vậy xem như là cũng có đôi lúc mình phó thác vào cái trực giác của bản thân mình. Đúng rồi. Được không ạ? Với tất cả mọi thứ chúng ta có thể nói hay có thể bàn luận với nhau, nhưng mà quả thật bây giờ bạn là người có thể khẳng định được bản thân mình. Ngoài cái chuyện là bạn có thể hát, bạn có tài sáng tác được, bạn có thể đàn piano thích được, bạn có thể làm được tất cả mọi thứ để mình là một cái điểm thu hút khi mình xuất hiện trước đám đông. Nếu nói về một cái chắc chắn như vậy thì vẫn là nằm ở mặt còn lại. Có thể hát được, sáng tác thì bây giờ vẫn chưa có một cái khám phá nào mới. Nhưng mà chắc chắn trong tương lai Noo Phước Thịnh sẽ cố gắng để có một cái sáng tác nào đó nhỏ nhỏ thôi cho riêng bản thân mình. Học piano, học đàn và học những nhạc cụ là Noo Phước Thịnh vẫn đang theo cái chiều hướng đó, và Noo Phước Thịnh vẫn đang học để mà có thể trao dồi cho cái công việc của mình. Đó là lý do tại sao mà không thể nói chắc chắn được bất cứ một vấn đề gì. Có thể nói ngày hôm nay thành công, nhưng cũng có thể gọi rằng đối với Noo Phước Thịnh thì cho phép hơi tham lam một chút, cho phép Noo Phước Thịnh hơi tham lam một chút là vẫn chưa có thể nói được một sự thành công nhất định nào đó. Noo Phước Thịnh vẫn còn muốn cố gắng và vẫn còn muốn đạt những cái gì đó hơn những cái mức hiện nay. Và nhưng mà vẫn ấp ủ trong lòng mình một điều rằng mình đã thực hiện được những cái ước mơ nhỏ nhỏ, mình cũng đã thực hiện được một cái gì đó làm cho bản thân mình cảm thấy hài lòng. Như vậy là Noo Phước Thịnh đã chấp nhận với nó được rồi. Có một cái điều khi mà đối với những người nhìn nhận trong giới chuyên môn sẽ nhận định về Noo Phước Thịnh là bạn có một cái thuận lợi chính yếu là khi bạn bắt đầu ca hát thì bạn là một gương mặt mới toanh, và điều đó nó sẽ lợi hơn nhiều bởi vì là nó là một cái cuộc chơi và được hoặc là mất, đúng không ạ? Và đối với những gương mặt ca sĩ, nếu mà nhiều năm trong nghề quá thì không khéo người ta lại nói là bị chai mặt với nghề. Một gương mặt mới, khi mà một gương mặt mới xuất hiện có thể khán giả sẽ nhìn nhận theo một chiều hướng khác hơn, và đây có thể sẽ là một người mới nữa chăng, một người lại tiếp tục đứng lên hát nữa chăng, hoặc là họ sẽ có thể nhìn nhận theo một chiều hướng là đây sẽ là một hiện tượng, đây sẽ là một cái gì mới xuất hiện, và mong rằng tin rằng đây sẽ là một cái gì đó có thể thay đổi cái thị hiếu và một cái gì đó khác hơn trong mắt khán giả. Người ta hay gọi là làn gió mới. Đúng rồi. Đúng không ạ? Bạn vừa nhắc đến chữ thị hiếu thì anh Qua lại nghĩ là cái gì cũng vậy hết. Nhanh đến thì vội đi. Bản thân bạn có bao giờ lo ngại về cái điều này hay lo ngại về một cái tương lai sẽ đến ở phía trước? Xin được phép nói thật là khi mà một cái gì đó đã đến với Noo Phước Thịnh rồi, Noo Phước Thịnh rất là vui và cứ muốn giữ nó hoài mà thôi. Còn cái việc vội đi thì Noo Phước Thịnh vẫn chưa nghĩ đến. Có thể là cái tương lai trước mắt Noo Phước Thịnh đã nghĩ đến rồi, nhưng mà để cho nó vụt đi và để cho nó ra đi thì hoặc là ra đi nhanh như thế nào thì chắc chắn Noo Phước Thịnh vẫn chưa dám nghĩ tới, vì Noo Phước Thịnh vẫn nghĩ rằng mình sẽ còn làm được và còn tiếp tục rất là lâu dài, vì cái đam mê nó thổi cho Noo Phước Thịnh một cái nghị lực rất lớn và làm cho Noo Phước Thịnh tin chắc rằng mình có thể đi rất là lâu và rất là dài với cái công việc này. Hát một cách bài bản cần những cái xử lý về kỹ thuật, và hát một cách theo cảm xúc của mình như bạn đã làm và đã được chấp nhận, thì bạn thấy đâu là cái điểm hợp lý đối với âm nhạc và đối với ca sĩ và trong cái cách xử lý đối với khán giả? Đối với một ca sĩ thì việc mà xử lý một ca khúc hoặc là xử lý một đoạn nhạc nào đó theo cái kỹ thuật thì đó là một cái quy luật bắt buộc phải có. Nhưng mà còn đối với Noo Phước Thịnh thì cái vấn đề xử lý theo một kỹ thuật thì vẫn còn rất là yếu. Noo Phước Thịnh chỉ xử lý tất cả những ca khúc mà Noo Phước Thịnh hát bằng chính cái cảm giác của mình, bằng chính cái trải nghiệm một chút gì đó của mình.
Có thể là có người khán giả sẽ chấp nhận, nhưng đôi khi cũng sẽ có người sẽ khó chấp nhận với sự cái cách xử lý đó. Vì sao? Là vì cái cảm giác đó chỉ có một mình đôi mới từng trải qua, và không biết khi mà mình đem cái cảm giác của chính mình vào cái ca khúc cũng như là vào cái đoạn nhạc đó đưa đến cho khán giả thì họ sẽ có chấp nhận được hay không, và họ sẽ có đồng cảm với cái cảm giác đó của mình hay không. Đó là cái khó. Nhưng mà cái dễ dàng đó chính là mình hát cái ca khúc đó bằng chính cái cảm giác của mình một cách rất là nhẹ nhàng, mà mình hát mình cảm giác được là có đôi khi mình hát cái ca khúc đó và mình buồn với chính cái ca khúc mà mình hát. Mình nhập tâm vào chính cái nhân vật đó, cho nên mình cảm giác như là rất là dễ dàng khi mà mình hát được cái ca khúc đó.